Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Thằng Nhật Bản anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đồng người nè. Thì hôm nay em lên clip thanh lý nha. Vậy anh em nào chuyển khoản đủ em bao ship, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em. Rồi anh em xem xong cho em xin một like, nhấn vào nút đăng ký kênh ha. Rồi cho em xin một like giùm em ha. Rồi giới thiệu cho anh em là ba con bào ha. Ba con bào bán cho anh em là 100.000 nha. Đơn nào 100 thì anh em chuyển em 120 em bao ship ha. Trên 100.000. Trên 100.000 thì khỏi ha, khỏi cộng vô 20 nha anh em. 100k ba con bào anh em. Mộc ha. Đẹp ha. 100k mã số 1 của ngày 11 tháng 10 ha. Rồi số 2 là một con mỏ đá nè. Mỏ đá có tắc 8 này nha. Nó có tăng đưa đầu vô ha. 100.000 luôn. Số 3 100.000 luôn nè. Cây đục ha. Cây búa và cây cưa. Đây cây cưa nè, 4 món 100k mã số 3 ha anh em. Rồi mã số 4 200.000 nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 12 món nha anh em. Cây này không đủ tiền à. Mary ha. 200k anh em. Rồi mã số 4 200. Rồi mã số 5 150 nha. 150 cho cái này móc cáp anh em. Móc cáp tắng gử anh em, móc kéo cáp ha, chưa vệ sinh. Nè, ngăn thấy gần còn ok nha. Rồi 150 số 5. Rồi số 6 cái thùng hộp với đồ này bán cho anh em là 250 ha. 250 luôn. Trong đây có nè. Súng keo nè, đó. Kéo cưa kìm dũa ha. Đó, dũa thước một cái combo như vậy nhiều lắm em, kìm mẫu quả nữa nè. 250.000 ha. 250.000 chuyển khoản đủ bao ship luôn. Rồi mã số 6 cái hộp ha, luôn cái hộp luôn anh em. Rồi anh em mua thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha.